Kính chào quý phụ huynh và các con. Tôi tên là Đoàn Thị Huế, giáo viên trường mầm non Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Trong video này, tôi xin gửi tới quý phụ huynh nội dung của trò chuyện về Bác Hồ thuộc chủ đề Bác Hồ kính yêu mà con em mình đã được học tại trường. Mục đích của hoạt động này giúp các con phát triển các kỹ năng hiểu từ và âm. Sau khi xem xong video này, quý phụ huynh hãy thực hiện lại với con em mình để các con nhớ được kiến thức và phát triển tốt nhất nhé. Sau đây xin mời quý phụ huynh hãy xem và cùng tôi thực hiện hoạt động này nhé. Các con ơi! Dạ! Hôm nay cô cháu mình cùng hát bài hát nhớ ơn Bác nhé. Vâng. À, 2, 3. Ai yêu nhì đồng bằng Bác Hồ Chí Minh, ai yêu Bác Hồ Chí Minh bằng chúng em nhì đồng. À, có Bác Hồ đời em được ấm no, chúng em mua ca càng nhớ công ơn Bác Hồ. Hứa với Bác Hồ rằng cháu học chăm ngoan, cháu xin kính dâng ngàn đoá hoa lên Bác Hồ. Giỏi quá, khen các con nào. Các con vừa hát bài hát gì nhỉ? Bài hát nhớ ơn Bác Hồ ạ. À, thế trong bài hát nhớ ơn Bác thì nói về ai nhỉ? Bác Hồ Chí Minh ạ. À, Bác Hồ Chí Minh, đúng rồi. Thế chúng mình đã nhìn thấy Bác Hồ ở đâu chưa? Trong TV. À, con nhìn Bác Hồ trong TV. Con nhìn Bác Hồ đâu nữa? Con nhìn thấy ảnh Bác Hồ ở đâu nhỉ? Ở lớp con có ảnh Bác Hồ không? Có à. À, ở lớp chúng mình cũng treo ảnh Bác Hồ này. Và hôm nay nhé, cô Huế sẽ cho chúng mình quan sát tranh ảnh về Bác Hồ này. Chúng mình có biết ai đây không? Bác Hồ. À, Bác Hồ đang làm gì đây nhỉ? Đang bế em bé. À, Bác Hồ đang bế em bé này. Bác Hồ đang làm gì đây? Đang đeo khăn bạn Hiếu Nhi à. Bác Hồ đang làm gì đây ạ, à, con? Đang đeo khăn quàng cho các bạn thiếu nhi. À, Bác Hồ đang đeo khăn quàng cho các bạn thiếu nhi đúng không? Bác Hồ đang làm gì đây hả, à, con? Bác Hồ đang làm gì đây hả, à, con? Dạy cháu hát. À, dạy cháu hát. Bác Hồ đang làm gì đây hả con? Dạy cháu hát. À, rất là giỏi, Bác Hồ dạy cháu hát này. Bác Hồ dạy cháu hát. À, Bác Hồ dạy cháu học bài đúng không? Vâng ạ. Rất là giỏi, hôm nay cô khen cả hai chú các bạn nào. Bạn cho cô biết là sinh nhật Bác Hồ vào ngày nào nhỉ? Ngày 19 tháng 5 ạ. À, rất là giỏi, sinh nhật Bác Hồ vào ngày 19 tháng 5 đấy. Thế chúng mình có biết là bây giờ Bác Hồ đang ở đâu không? Ở Lăng. À, ở Lăng. Thế Lăng Bác Hồ ở đâu nhỉ? Chúng mình đã được đi thăm Lăng Bác Hồ bao giờ chưa? Chưa. Chưa đi thăm Lăng Bác Hồ bao giờ à? Ồ, thế hè này nhá, chúng mình bảo bố mẹ cho đi thăm Lăng Bác Hồ nhớ chưa? À, Lăng Bác Hồ ở trên Hà Nội đấy. Thế Bác Hồ làm những công việc gì nhỉ? Bế Hồ... cháu. À, Bác Hồ bế em bé này. Bác Hồ làm gì nữa nhỉ? Dạy cháu học. Học. À, dạy cháu học. Bác Hồ làm gì nữa hả Ngọc? Dạy cháu hát. À, dạy cháu hát, đúng rồi. Thế Bác Hồ quan tâm tới các cháu thiếu nhi như thế nào nhỉ? Bác Hồ có yêu quý các cháu không? Có. À, thế các cháu thiếu nhi dành tình cảm như thế nào với Bác Hồ? Có yêu quý Bác Hồ không? Có. À, thế có vâng lời Bác Hồ không? Có. Thế vâng lời Bác Hồ thì các con phải làm gì? Nghe lời bố mẹ với Bác Hồ Chí Minh à. Đúng rồi, vâng lời Bác Hồ này, các con phải chăm ngoan này, học giỏi này, nghe lời ông bà, bố mẹ, chúng mình nhớ chưa nào? Vâng ạ. À, hôm nay cô Huế thấy chúng mình học rất là giỏi này, rất là ngoan này, cô thưởng cho chúng mình một tràng pháo tay. Trên đây là hoạt động trò chuyện về Bác Hồ thuộc chủ đề Bác Hồ kính yêu. Rất mong quý vị phụ huynh hãy dành thời gian để lặp lại hoạt động này cùng con em mình tại nhà, giúp các con phát triển các kỹ năng trò chuyện và lắng nghe, hiểu từ và âm. Kính chúc các quý vị phụ huynh sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.